Dạ, Ngọc Chi xin mến chào bà con. Nếu như bà con đang cần một dòng máy có thể nghiền được các loại hạt như là ngô, khoai, sắn để có thể vỡ thành bột hoặc là mình vỡ mảnh ra cho vật nuôi ăn dễ dàng, thì ngày hôm nay Ngọc Chi sẽ giới thiệu cho bà con một dòng máy băm nghiền đến từ thương hiệu Takeo với mã là TK10. Và chi tiết về máy này như thế nào thì xin mời bà con cùng bắt đầu theo chân của Ngọc Chi luôn nhé. Với dòng máy băm nghiền của Takeo TK10 này thì bà con sẽ thấy rằng máy sẽ được in logo dập nổi của Takeo trực tiếp trên thân máy để bà con có thể mua được hàng chính hãng nhé. Và tiếp theo thì bà con sẽ thấy đây là hai bạc đạn để cho máy được hoạt động dễ dàng. Cũng như là hướng lên trên là buồn thẳng thì bà con sẽ thấy rằng toa nạp nguyên liệu có đường kính rất là dài để cho bà con có thể nạp được nguyên liệu như là các hạt ngô, ngũ cốc, khoai sắn của mình rất là dễ dàng nhé. Và dòng máy này tại sao có thể băm nghiền được thì bây giờ mời bà con cùng khám phá buồng làm việc của máy nhé. Bà con sẽ thấy rằng máy được trang bị với bát cài rất là dễ dàng trong việc đóng mở. Về phần buồng làm việc của máy thì bà con có thể thấy đây là những miếng dao để chúng ta có thể băm được hoặc là nghiền được dễ dàng. Tiếp theo thì sâu vào thì bà con sẽ thấy rằng đây là miếng sàng lọc để chúng ta có thể dễ dàng cho ra được cái kích thước hạt đều và đẹp. Dòng máy nhỏ gọn vậy thôi nhưng mà cho bà con lên đến năng suất là 80 đến 100 bột cám trên giờ đấy. Và bà con thấy rằng nhờ vào motor, và motor này là của Toàn Phát với 100% lõi đồng, được trang bị với công suất lên đến là 3 kW, tương đương với 4 HP. Máy sẽ được nằm trên một khung xương và khung này được làm bằng sắt chữ V rất là chắc chắn để có thể chịu được trọng lượng của dòng máy cũng như là của motor nhé. Và để dòng máy băm nghiền Takeo TK10 này đạt được năng suất cao cũng như là hiệu quả thì bà con cần lưu ý sao nhé. Thứ nhất là để dòng máy hoạt động thì bà con cần đặt máy ở nơi bằng phẳng để máy có thể hoạt động êm ái cũng như là dễ dàng. Và thứ hai là sau khi hoạt động xong thì bà con nên nhớ là vệ sinh máy để máy có thể hoạt động có công suất tối ưu nhất cũng như là tăng tuổi thọ trong lần sử dụng sau nhé. Với dòng máy này thì bà con có thể thấy rằng máy sẽ được bảo hành cho bà con lên đến là 18 tháng, cùng với đó là motor 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng nếu lỗi là lỗi của nhà sản xuất. Chỉ với một khoản chi phí nhỏ thôi thì bà con có thể đầu tư để tạo được nguồn thức ăn tại nhà cho vật nuôi của mình, để từ đó là có thể sinh lời và được lợi nhuận hơn trong quá trình chăn nuôi. Và chương trình giới thiệu chi tiết về dòng máy băm nghiền buồng thẳng của Takeo TK10 của Ngọc Chi đến đây cũng đã kết thúc rồi. Bây giờ thì Ngọc Chi xin mến chào và hẹn gặp lại bà con nhé.